Plan B Janda. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Plan B Tiến Dũng. Hôm nay mình chia sẻ tiếp ra thăm cánh đồng quê ở quê hương mình, mời các bạn cùng xem nha. Ở nhà cậu hai cũng có nuôi nuôi gà được giăng lưới này các bạn. Mình giặt cho các bạn xem nha. Đó, có mấy con gà. Nhìn thấy mê quá. Đi tiếp thôi các bạn, ra ngoài này coi có trồng những gì, mình quay cho các bạn xem nha. Mời các bạn theo chân mình ha. Nuôi gà thì giăng lưới cẩn thận quá các bạn. Ở đây lên nếp trồng dừa, trồng chuối, xen canh. Ở giữa nếp thì trồng hoa màu các bạn. Hồi xưa khu vực này toàn là lúa, nay đã thay đổi lên tiếp trồng cây ăn trái. Còn trước mặt mình là đám bí các bạn. Cây chuối này cũng mới trồng nè các bạn. Ngoài clip thì có mương nước rộng để tưới. Phía bên tay trái là vườn ổi các bạn, được đùm bịch ni lông rất cẩn thận. Bữa nào mình quay cận cảnh cho các bạn xem nha.
vô xem đám bí coi có trái không. Mình thấy lá bít bùng hết các bạn. Ở đây có trái bí nè các bạn, mình dập lên cho các bạn xem nha. Còn ở đây thì trái bí non. Mình là cậu hai đang thu hoạch đó các bạn. Cảnh buổi chiều, cánh đồng quê mát mẻ. Thank you.
kia cậu hai vừa mới thu hoạch xong. Coi còn trái nào không, mình quay cho các bạn xem ha. Khoai mì, thân cây cao ngắt ngưỡng, các bạn nhìn xem ha. Video tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn trong video sau ha. Bye bye các bạn.